An nguy ngượng khi diễn cảnh hôn Kiều Minh Tuấn. Nữ vlogger bật cười lúc ông xã của Cát Phượng kề môi chuẩn bị hôn cô say đắm trên phim trường. An Nguy được mời đóng vai chính trong phim Thiếu Nhi, Chú ơi đừng lấy mẹ con của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Bé Việt Anh hóa thân con trai của An Nguy, đoàn phim vừa bấm máy những cảnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn cặp cùng An Nguy là Kiều Minh Tuấn, sau nhí Chu Diệp Anh thể hiện vai con gái của nam diễn viên. Trong khi Kiều Minh Tuấn khá thoải mái với các cảnh bông đùa thân mật với An Nguy, thì cô vẫn ngượng ngùng. Cô không nhịn được cười khi diễn pha khóa môi ông xã của Cát Phượng. Will 365 tái ngộ tình địch Kiều Minh Tuấn trong dự án mới sau thành công của bộ phim Em Chưa 18. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng đàn anh Lê Cung Bắc, nhà sản xuất phim, Dung Bình Dương váy đen và các diễn viên chụp ảnh trong buổi khai máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú ơi đừng lấy mẹ con có nội dung nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và cậu con trai thông minh nhạy cảm. Đinh Tuấn Vũ hy vọng bộ phim lan tỏa những điều vui vẻ an lành đến khán giả. Ca sĩ Đức Phúc là khách mời của bộ phim này, anh chỉ có một cảnh quay duy nhất nhưng hứa hẹn để lại ấn tượng thú vị trên màn ảnh rộng. Chú ơi đừng lấy mẹ con dự kiến ra rạp vào dịp lễ 2 tháng 9 năm nay. Lầy lội thì bị chửi, đăng hình đẹp thì bị chê, Hòa Minzy quyết chém đẹp anti-fan như thế này. Không ngờ Hòa Minzy lại chém đẹp anti-fan đến như vậy luôn. Hòa Minzy là một trong số ít người nổi tiếng có tính cách tương tự, cùng giọng cười quá ấn tượng. Cô nàng còn được gọi với danh xưng thánh lầy mới trong showbiz Việt. Nữ ca sĩ cùng gia đình Hoa Dâm Bụt thường tạo những clip vui nhộn khiến người hâm mộ bật cười. Với độ lầy lội có tiếng, mỗi lần xuất hiện cái tên Hòa Minzy lại chiếm sóng truyền thông. Tuy nhiên, trái ngược với sự yêu mến của người hâm mộ, nhiều anti-fan đã buông lời chê bai mỗi khi nữ ca sĩ đăng tải điều gì trên trang cá nhân. Điển hình cách đây vài tiếng, sau khi đăng 3 bức hình xinh đẹp trẻ trung với đôi chân trắng ngần trong chiếc váy đen đơn giản, bên cạnh những lời khen cho rằng nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng hoàn thiện, thì một số anti-fan lại thẳng thừng chê cô quá xấu, khiến nữ ca sĩ giật mình. Khiếp người que tâm, gầy xấu quá chị ơi, con gái phải mũm mĩm tí mới xinh. Đối mặt với nhiều lời chê, Hòa Minzy thẳng thừng đáp trả cực lầy lội. Chẳng hiểu sao nhìn thế này mà lại chê xấu. Ôi con gái mũm mĩm tí mới xinh, thế hồi hơi mũm mĩm thì lại bảo con gái mà mập thế hả chị. Nghệ sĩ thì phải giữ dáng cho lên hình đẹp chứ chị. Không tôn trọng mắt nhìn của khán giả thế chị ơi. Thế bây giờ béo không được, gầy không được thì như nào? Con gái ai cũng không thích bị chê xấu. Mà đây còn bị chê xấu quá, ai mà chịu được hả trời? Lộ diện con gái nuôi nổi tiếng của Đàm Vĩnh Hưng sau 6 năm giấu kín. Ít ai biết, Đàm Vĩnh Hưng có một con gái nuôi là nữ ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp trong showbiz Việt. Trước ngày ra rạp, đoàn phim Yêu Em Bất Chấp đã tổ chức chương trình ca nhạc giao lưu đặc biệt với khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự góp mặt của đạo diễn Văn Công Viễn cùng dàn diễn viên đình đám Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Ngọc Thanh Tâm, Công Dương, Ali Hoàng Dương. Tại sự kiện, các diễn viên thay nhau chia sẻ những kỷ niệm thú vị về vai diễn của mình trong phim. Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ những điều đặc biệt về vai diễn ông bố sợ vợ của mình trong phim. Ông Hoàng Nhật Việt chia sẻ, ngoài đời thường hay trong làng giải trí, anh không sợ bất cứ điều gì. Nhưng lần đóng phim hiếm hoi này, anh sẽ vào vai một ông chồng, ông bố sợ vợ. Mr. Đàm hy vọng sự trái ngược sẽ mang lại nhiều bất ngờ tiếng cười cho khán giả khi phim ra rạp. Đóng cặp với Đàm Vĩnh Hưng, cụ người mẫu Trang Trần cho biết cô sẽ hóa thân thành người vợ, người mẹ thét ra lửa. Để vào vai ghê gớm hết cỡ, Trang Trần phải tạm quên mình là một người rất ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng để thoải mái đánh đập chồng con khi không vừa lòng. Ngọc Thanh Tâm cho biết, trong Yêu Em Bất Chấp, cô không chỉ tát Hoài Lâm hơn 100 cái, mà còn được bạn diễn cộng hơn 20 lần, để chỉ quay đúng một phân cảnh theo yêu cầu của ekip làm phim. Là hai soái ca Yêu Em Bất Chấp, Công Dương và Ali Hoàng Dương bật mí quãng thời gian tham gia phim, mang lại cho cả hai nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đạo diễn Văn Công Viễn cũng tiết lộ 5 yếu tố thú vị nhất của Yêu Em Bất Chấp, hứa hẹn sẽ hấp dẫn khán giả yêu điện ảnh. Câu chuyện thú vị, nhiều yếu tố hài hước, bối cảnh đẹp, nhạc phim hay và không giới hạn độ tuổi thưởng thức phim. Ngoài ra, chương trình còn sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời như Vũ Hà, Văn Mai Hương với những tiết mục âm nhạc hấp dẫn thú vị. Nhân đây, Văn Mai Hương cũng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Hẳn không nhiều người biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông bố vui tính trong Yêu Em Bất Chấp, chính là ba nuôi ngoài đời của Hương. Cách đây 6 năm, Hương cùng ba Hưng và chị Cẩm Ly có tham gia một dự án quảng cáo. Lúc đó ba Hưng, chị Cẩm Ly vào vai ba mẹ, còn Hương vào vai con. Từ lần hợp tác ăn ý đó, ba Hưng nhận Hương làm con nuôi và hứa sẽ hỗ trợ nếu Hương cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở trong công việc lẫn cuộc sống. Suốt những năm qua, dù không chia sẻ về mối quan hệ này, nhưng Hương vẫn luôn lấy ba Hưng làm tấm gương để mình duy trì đam mê nghề nghiệp. Biết ba tái xuất màn ảnh với vai diễn mới, chắc chắn Hương sẽ ủng hộ hết mình và kéo cả gia đình, bạn bè và các fan đi xem phim, Văn Mai Hương lần đầu tiết lộ. Có quá khứ ăn chơi sa đọa, ra tù vào tội, những sao Việt này lại có cuộc sống hiện tại khiến nhiều người mơ ước. Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ bất ngờ khi kể về tuổi thơ nhiều biến động của mình. Nam ca sĩ thẳng thắn tiết lộ rằng khi còn nhỏ, việc ba mẹ ly hôn đã làm cho anh hận đời, hận gia đình. Khoảng thời gian đó, Hồ Quang Hiếu lao vào ăn chơi lêu lỏng, giao lưu cùng nhiều bạn bè xấu. Hồi xưa lúc Hiếu còn nhỏ, Hiếu cũng rất ham chơi, ăn xong toàn lo tụ tập với đám bạn bè xấu bên ngoài đi đánh lộn. Mẹ Hiếu kêu ăn xong đừng có đi chơi, mà lần nào cũng ăn xong rồi ra ngoài đi đánh lộn, Hồ Quang Hiếu bộc bạch. Anh còn kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, đó là khi chơm tiền của bạn để đi chơi, sau đó xích mích với một đám bạn khác dẫn tới đánh nhau. Một đám người đã chém gãy tay, ném đá ngay mặt khiến Hồ Quang Hiếu bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó mình ngất xỉu không biết gì. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tất cả mọi thứ đều không thấy ai cả. Bạn bè thân không thấy, nhỏ người yêu cũng không thấy đâu. Lúc đấy, thấy có mẹ mình ngồi đấy, mẹ khóc quá trời, Hồ Quang Hiếu nói. Mẹ của nam ca sĩ đã từng khổ sở và khóc vì anh rất nhiều. Vì vậy, giờ đây sau khi trải qua thời gian bồng bột, Hồ Quang Hiếu cảm thấy ân hận và đã phấn đấu nhiều để mẹ không còn buồn vì anh nữa. Duy Mạnh tiết lộ trong quá khứ anh từng bán nhà để ăn chơi. Đó là vào thời điểm anh nổi tiếng và có tiền từ bản hit đình đám Kiếp Đỏ Đen. Giọng ca gốc Hải Phòng kể rằng, có một giai đoạn anh không ngại thử bất cứ thú vui nào. Khoảng năm 2006, anh còn nướng hết số tiền 200.000 đô có được từ việc bán đi một căn nhà để bỏ vào các cuộc chơi. Ngoài ra cũng có không ít lần anh say nắng với các bóng hồng dù đã là người có vợ. Duy Mạnh cho biết anh không hối hận về khoảng thời gian đó, mà thậm chí còn cảm ơn vì nhờ nó mà anh hiểu hơn về cuộc sống và viết được những bài hát về tệ nạn đình đám. Hiện tại Duy Mạnh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ cùng hai con tại một căn hộ cao cấp và sở hữu xe hơi tiền tỷ sang trọng. Ngọc Sơn, trước khi trở thành một người ít nói như hiện tại và hoàn lương trong showbiz, Ngọc Sơn từng vướng vào rất nhiều scandal. Năm 2000, anh là ca sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đúc tượng của chính mình đặt ngay trước cửa nhà. Theo anh ba, pho tượng trị giá hơn 1.000 cây vàng đó, cả thế giới chưa từng có. Tuy nhiên sau đó bức tượng bị yêu cầu tháo dỡ. Có lẽ scandal lớn nhất, ảnh hưởng nặng nề nhất đến hình ảnh của Ngọc Sơn lại liên quan đến chuyện tình dục. Tháng 2 năm 1992, Ngọc Sơn bị bắt quả tang khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật thác loạn của một Việt Kiều. Sự thác loạn trong bữa tiệc này khiến ông Hoàng Nhạc Xến bị tạm giam hơn 8 tháng, phải chịu 12 tháng tù treo và 2 năm cấm diễn. Anh đã từng cay đắng thú nhận rằng, 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Năm 2008, Ngọc Sơn lại dính nghi án chết bậy cùng ca sĩ Duy Mạnh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có những sở thích vô cùng kinh dị, tự mua trinh tiết đời trai với giá 1 triệu đô, thích khoe thân và mặc đồ lót nữ. Từ một người ăn chơi quậy phá, Ngọc Sơn đã ăn năn và hối hận về những gì mình gây ra trong quá khứ. Anh tích cực làm việc thiện, ăn chay và nói không với thị phi. Ngọc Sơn còn khiến người thân khóc hết nước mắt khi quyết định hiến nội tạng cho y học trước khi qua đời. Tiến Luật, ông xã của diễn viên hài Thu Trang, sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là công nhân và sống trong một khu vực phức tạp ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đó có đủ thứ tệ nạn, từ cờ bạc trộm cắp đến hút chích. Khi còn nhỏ, anh hay cùng những đứa trẻ trong xóm tụ tập đi chơi, đi hái trộm trái cây. Cho đến khi lớn lên, gia đình chuyển sang kinh doanh. Tiến Luật lại càng có nhiều cơ hội để quậy phá hơn. Có khoảng thời gian anh dính vào nhiều tệ nạn như đánh lộn, đua xe, bỏ học. Mẹ ruột đã từng tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì Tiến Luật. Năm 17 tuổi, Tiến Luật cùng ba người bạn bỏ nhà lên tận Buôn Ma Thuột. Tại đây, anh và các bạn bị trấn lột, thậm chí còn bị dụ dỗ đi ăn cắp xe. Tuy nhiên, Tiến Luật đã bỏ về lại Sài Gòn vì nhớ gia đình, nhớ mẹ.
nhưng cũng chỉ được vài tháng, sau đó anh lại tiếp tục đánh lộn nghỉ học không lý do. Không chịu được cảnh con hư hỏng, ba của Tiến Luật đã đưa anh đi nghĩa vụ quân sự với mong muốn anh chứng chỉnh lại bản thân và rời xa khỏi đám thanh niên hư hỏng trong xóm. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tại quân ngũ, Tiến Luật trở về và có sự thay đổi nhiều trong tính cách. Tuy nhiên, chính Thu Trang là người khiến cho anh thay đổi rất nhiều và biến anh trở thành người đàn ông của gia đình như hiện tại. Khắc Việt. Khắc Việt sinh ra và lớn lên tại Yên Bái trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Việt Anh cùng em trai Khắc Hưng có năng khiếu và quyết theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, điều khiến người trong dòng họ cảm thấy bất ngờ. Giờ đây Khắc Việt được khán giả biết đến như một nhạc sĩ, ca sĩ hát nhạc ballad và có tính cách khá điềm đạm, nhưng ít ai biết được anh cũng từng có một thời quá khứ lẫy lừng. Tuổi thơ của Khắc Việt không đầy đủ điều kiện để làm quen với âm nhạc và khi đó anh cũng không có ý nghĩ rằng sau này mình sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thậm chí anh cũng thẳng thắn thừa nhận mình là người nóng tính. Anh chia sẻ ngày bé, anh thường hay đánh lộn với bạn bè và có lúc Khắc Việt từng nghĩ nếu không đi hát thì sẽ là một tay xã hội đen. Rất may mắn là anh đã có cơ duyên với âm nhạc và định hướng được tương lai cho mình. Ở thời điểm hiện tại, Khắc Việt đã là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí với nhiều bài hit như Yêu Lại Từ Đầu, Anh Cần Em, Anh Khác Hay Em Khác. Trấn Thành gọi Mỹ Tâm là bé và dụ cô hát cải lương. Họa mi tóc nâu bật cười khi Trấn Thành nghi cô hát nhép và thách cô hát live không nhạc trên sân khấu Đà Nẵng. Mỹ Tâm khoe vai trần gợi cảm khi biểu diễn tại một sự kiện ở quê nhà. Nữ ca sĩ thể hiện một số ca khúc trong album Tâm Chính được đông đảo khán giả tán thưởng. MC Trấn Thành tỏ ra tinh quái, khen Mỹ Tâm hát hay. Nhưng nghi ngờ cô đã mở đĩa nhạc thu sẵn, anh thách nữ ca sĩ hát chay. Mỹ Tâm khoe giọng mộc không nhạc, thể hiện một đoạn bản hit Đâu Chỉ Riêng Em rất ngọt ngào cảm xúc. Trấn Thành chưa dừng lại, tiếp tục dụ dỗ họa mi tóc nâu thử hát bài này bằng phong cách cải lương mùi mẫn. Không ngờ Mỹ Tâm hưởng ứng ngay. Phần giao lưu của Mỹ Tâm và Trấn Thành trên sân khấu mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Ca sĩ Thu Phương diện váy xuyên thấu, biểu diễn phiêu linh trong sự kiện ở miền Trung. Mr. Đàm cũng khuấy động chương trình với ca khúc sôi động cùng Vũ Đoàn. Chân dài Võ Hoàng Yến ăn mặc cá tính chụp ảnh cùng một người bạn.